Cùng với các địa phương trong cả nước, những ngày này Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tại các xã vùng cao của huyện Mường Khương đang tích cực triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân. Tà Thàng là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường Khương, toàn xã có 100% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trình độ dân trí của đồng bào nơi đây còn nhiều hạn chế, hộ nghèo còn chiếm tỷ lệ cao. Để đưa những thông tin cơ bản liên quan đến luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân đến đồng bào, Ủy ban bầu cử xã Tà Thàng đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện tuyên truyền lưu động và chương trình văn nghệ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân. Đảng bộ và chính quyền xã cũng đã có sự phối hợp rất là chặt chẽ với Trung tâm Văn hóa của huyện và trong cái công tác tuyên truyền bầu cử, thông qua việc tuyên truyền để làm tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn xã nắm được ý nghĩa của việc bầu cử. Đây là một cái sự kiện chính trị rất là quan trọng, trọng đại của đất nước và là nơi để cử tri trên địa bàn xã phát huy được quyền dân chủ của mình và từ đó để sáng suốt lựa chọn ra những cái ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri. Trung tâm thị trấn Mường Khương những ngày này như được khoác thêm một tấm áo mới đủ màu sắc, lộng lẫy với hình ảnh các pano khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, Ủy ban bầu cử huyện Mường Khương đã quyết định ấn định 7 đơn vị bầu cử. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện thành lập 7 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện với 63 thành viên, phê chuẩn 139 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện. Hiện danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đã được niêm yết tại sảnh trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn. Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao nhất, các địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động để mọi người dân, nhất là cử tri vùng cao, hiểu rõ vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp để từ đó lựa chọn giới thiệu bầu ra những người xứng đáng. Chúng tôi xác định là công tác bầu cử là công tác nhiệm vụ chính trị của toàn hệ thống và chúng tôi cũng làm tốt công tác tuyên truyền và chúng tôi đang xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền cái gì, ở đâu và thời điểm nào. Và đến thời điểm này thì tất cả các quy trình theo luật bầu cử thì chúng tôi cũng đã thực hiện theo đúng quy trình. Và chúng tôi rất là chú trọng cái công tác tuyên truyền để bà con thấy được là cái ngày 23 tháng 5 này là ngày toàn dân chúng ta đi bầu cử. Và đặc biệt là tại các điểm vui chơi, rồi các điểm khu dân cư, nhà văn hóa, ủy ban, chúng tôi cũng đã trang trí rồi tuyên truyền bằng tất cả các hình thức để làm sao bà con thấy được là cái ngày 23 tháng 5 này là cái ngày bầu cử của toàn dân. Có thể khẳng định đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của huyện Mường Khương đang được triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các khâu, các bước, đảm bảo đúng với kế hoạch. Cùng với đó, các địa phương cũng đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ tốt cho cuộc bầu cử. Qua đó thể hiện sự thống nhất giữa ý đảng, lòng dân nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân.